dài, ngắn. Đấm trong võ thuật có nghĩa là cái chân và cái hông mình đẩy vào mình đấm. Thả lỏng cái vai ra, rồi chân hông đạp chân trái, con tay trái con đạp chân trái đâu, đẩy chân vào, đẩy chân vào, xoay cái hông, đúng, đúng, nhanh, đúng rồi, đạp chân nha, cảm nhận thời điểm, đúng rồi, rất tốt, mở ra ban đầu nhưng mà, khi vào là giữ nó gần người. Các bạn đã quay trở lại với channel của Ti Long Club, lại là tôi, là Ti Long, kiện tướng quốc gia, và hôm nay tôi xin giới thiệu. Chào mọi người, con tên là Trần Nguyễn Khương Duy, năm nay con 15 tuổi, con đến từ đội tuyển chuyên nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Trần Nguyễn Khương Duy là nhà vô địch đơn ở lứa tuổi 12-13 của thành phố Hồ Chí Minh. Và gần đây nhất là năm 2022, cậu ta và cùng đồng đội đã đoạt huy chương bạc toàn quốc giải trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Xin mời các bác, các cô chú cùng tất cả các anh chị cùng nhau xem buổi tập luyện giao bóng, kỹ thuật giao bóng đục của chúng tôi như thế nào nhé. Và chờ đón phần 2 là cái kỹ thuật giao bóng đục biến hóa xoáy, xoáy xuống, xoáy ngang và xoáy lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập cái kỹ thuật giao bóng hút hay còn gọi là giao bóng đục. Giờ con thử thực hiện kỹ thuật. Rồi bắt đầu. Đầu tiên thì thầy thấy con có cái ý tưởng tốt, vì trong môi trường chuyên nghiệp bắt buộc phải như vậy. Thì đầu tiên con có cái ý tưởng là con chuẩn bị giao bóng cho đối thủ nhìn con, để họ tưởng là con chuẩn bị giao bóng thuận tay, đúng không? Thì sau đó khi con tiếp xúc bóng, con mới thực hiện thao tác đục. Tốt, được. Thầy thấy là khi con sử dụng, thực hiện kỹ thuật, con chưa sử dụng được hoàn hảo cái chân và cái hông. Con phải hình dung là gì? Cú đục nó giống như cú đấm trong võ thuật, có nghĩa là cái chân mà cái hông mình đẩy vào mình mới đấm, thì lúc này quả bóng là mục tiêu. Mà người ta dùng cái từ hút thì nó là cú đấm vòng, cú đấm vòng trong võ thuật. Thì khi vào con đạp chân, con xoay hông vào rồi con mới bắt đầu đấm. Như con phải cảm nhận là cái người của con đi trước vào cái mục tiêu con mới bắp. Thầy thấy khi con thực hiện kỹ thuật là con bị tung lên, xong con dùng cái vai nhiều nên quả bóng nó chưa có đột biến. Thử nhìn thầy nha, thấy không? Cảm giác vào bóng gọn, bắt đầu tăng tốc, tăng tốc. Rồi con quan thử đỡ. Thầy đang nói về cái chuyển trọng tâm và cái thao tác mình dùng lực trước,
Lát nữa thầy sẽ nói sâu về cái dao ngắn, dài và dao xoáy. Con thấy bóng nó có tốc độ. Vậy thầy đâu có cần phải cố cái tay đâu đúng không? Thứ nhất là thời điểm tung lên, thời điểm chân và hông, cái lực con phải ra lực từ chân và hông. Thực tế người ta dùng từ thì người ta sẽ dùng từ hút, thì người ta mong muốn mình dùng nguyên lý của cú đấm. Mà cú đấm thì khi chân và hông con đạp vào, con vào lực rồi con mới bắt đầu đấm thì nó mới mạnh hơn. Chứ nếu con không có đạp chân mà con cố cái tay cũng đấm, nó cũng không thể mạnh được. Ok, thực hiện thử lại kỹ thuật đứng bên đó. Chân hông. Rồi, bây giờ con bỏ vợt xuống. Tay trái, tay phải cầm bóng, tung lên, tay trái đạp chân xoay hông, bóp tay trái chụp bóng giống như thầy. Thả lỏng toàn bộ ra khi vào, thư giãn mình mới chụp nhanh, chuẩn bị. Đạp chân xoay hông, đạp chân phải con bị sai nè, con nhìn nè. Khi con đạp con lại vậy, đạp vào là mình giữ luôn. Mình chưa cần phải bước vào mình chuẩn bị đâu, mình tập chuyển trọng tâm cho nó, mình cảm nhận nó rõ nét trước đó. Thả lỏng cái vai ra. Rồi chân hông, đạp chân trái, con tay trái con đạp chân trái đâu, cái lực chân trái đạp vào đâu, đạp. Đạp, đạp là vậy nè, đạp tới nè. Ừ, nó thật sự nó đạp chuyển lực như cú giật luôn đó. Con thấy Mima Ito không? Cô ta đục cái quả bóng rất nhanh, cú giao bóng của cô ta thật sự nó gần giống như là cú tấn công, người ta tấn công bằng cú giao bóng luôn, hiểu không? Rồi làm, đạp chân, đạp chân của con là con lo con dậm cái chân này, con phải đạp chân trái chứ đừng có lo dậm chân phải nha. Đúng, thư giãn, relax, cố gắng cảm nhận thư giãn. Tốt. Tốt. Rồi bắt đầu giao. Thư giãn y vậy đó. Đạp chân tới nó rồi mới bắt đầu bóp tay đấm. Thả lỏng ra. Thư giãn vai. Đúng. Lên tốc độ đó. Cảm nhận đúng thời điểm, chụp cái tay vào. Đúng. Cảm nhận. Cứng vai đúng không? Tập trung là chờ đúng thời điểm, chân đạp chân và hông gia tốc nhanh, chụp bóng, thả. Chụp, đúng rồi. Mà khi con muốn dài thì con phải canh chạm bóng gần đầu vợt. Thả lỏng. Đúng. Nhớ nắm bàn tay nha, nắm thả. Đấm, đấm, đấm. Rồi thả. Đẩy chân vào đấm coi. Thả, đẩy chân vào. Đẩy chân vào, xoay cái hông. Đúng. Rồi, vào quả bóng, thả. Đúng, thư giãn ra, đổ cái người vô, lúc giao con hơi đứng ở chân sau hơi ngửa ra rồi. Đạp lao người tới. Đúng.
tì cái người tới, bắt đầu nè, khi tiếp xúc nè, hạ thấp trọng tâm, tì xuống, vì con dao dài là càng sát mí bàn càng tốt, gần cạnh bàn càng tốt. Hạ thấp trọng tâm xuống. Đúng rồi, tốc độ nhanh rồi đó. Khi tiếp xúc với bóng, đạp chân hạ thấp trọng tâm, đè cơ thể vào quả bóng, nó sẽ thêm lực. Đúng rồi, thư giãn vai. Cú dao đục là mình cũng cần phải phát lực, thả lỏng. Nhanh, đúng rồi. Đạp chân nha, cảm nhận thời điểm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, rất tốt, hiểu chưa? Rồi bây giờ đục ngắn, thao tác y chang nha, nhưng mà ngắn. Nè, con dao nó phải giống nhau, chứ không phải là dao ngắn là mình làm nhẹ và làm chậm lại là sai. Đối thủ rất dễ phát hiện. Mình thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp mà, mình chỉ cần khác một chút gì đó là người ta rất là dễ biết. Cùng một tốc độ như vậy, nhưng mà khi vào, thứ nhất con phải thay đổi chạm gần cán vợt, thứ hai là muốn ngắn thì cần phải mỏng hơn. Cũng như vậy, thấp cái người xuống, và lúc này muốn ngắn thì mình cho trái banh nó vào gần lưới thì chiều tay mình nó đi ngang hơn, chứ khi mình đục xuống là nó sẽ trôi ra, hiểu không? Làm sao cùng một cái thao tác ngắn và dài thì nó giống nhau, tốc độ vào giống nhau. Ví dụ dài, ngắn, cảm nhận được không? Rồi làm. Nhớ khi dao ngắn là đục nó ngang tầm ngực, mà ngang tầm ngực đứng thẳng quá, đục nó cao thì nó qua nảy cao, khuỵ đầu gối xuống, khuỵ đầu gối xuống, khuỵ. Thì khi lúc này ngực mình nó ngang so với cái lưới nè, lúc này mình đục nè, khuỵ xuống, gấp lưng, thì tiếp xúc nó ngay tầm ngực, thì lúc này nó vẫn cách lưới một gang tay, cho nó vào gần bàn. Hiểu chưa? Rồi làm. Thao tác suy nghĩ giống y chang như của đục dài. Tiếp tục. Thấp người xuống. Đúng, đây. Cái tay con đục song song so với cây nè, làm. Không được đục xuống, để đi, để trên cây, rồi làm. Rồi mỏng lại. Nhắm trái bóng, còn phải nhìn trái bóng chứ không có nhìn cái bàn. Mắt nhìn trái bóng, nhìn cây vợt chạm ở đâu bóng. Thả lỏng vai ra. Nhớ là cảm nhận lực ngón tay thôi, đừng quá mạnh, đục nhanh mà. Bây giờ dao ngắn thì mình cần cái lực nó nhẹ hơn là dao dài, thì mình phải điều chỉnh cái lực bóp tay lại, chứ con bóp mạnh như là dao dài thì nó không hiệu quả. Làm lại. Thư giãn chân hông, chuyển trọng tâm về phía sau. Nhớ là coi chừng là nó lẫn lộn giữa cái cú dao chặt nha, xoáy xuống nha. Đục nè là dùng cái chân và cái lườn nè, chứ còn con giữ cùi chỏ con mở ra như vậy là chặt rồi, nó không phải là đục nữa. Rồi bây giờ như con có thể thấy, những các vận động viên Trung Quốc họ có thể họ mở ra lúc nào, nhưng mà trước khi đục là họ co lại giữ gần người. Con hiểu không? Họ mở cỡ nào nhưng mà khi quyết định chuẩn bị đục là họ thu vào gần người là họ đục. Mở ra ban đầu nhưng mà khi vào là giữ nó gần người. Con nhớ những cái video thầy hay nói với con không? Giữ gần cơ thể mình mới kiểm soát tốt được.
mình phải cảm nhận mở ra. Nhưng mà khi tiếp xúc là mình phải co tay vào giữ, mình dùng lực của cơ thể là chính. Con mở ra, nhưng mà khi mà trái bóng tung lên thì con mở ra, nhưng mà khi mà nó rớt xuống bắt đầu là mình phải co vào, xong bắt đầu mình dùng lực của cái chân và cái hông mình đục vào, hiểu chưa? Rồi làm. Đây, mở ra ban đầu tung lên mở ra, nhưng mà khi nó rớt xuống là phải co lại. Mở ra co lại đục. Mở ra co lại đục. Mở ra để cho người ta tưởng là mình chuẩn bị mình giao con lắc thuận. Nhưng mà khi đục là gần người, con thấy những vận động viên võ không? Họ đấm xong họ phải co lại gần người, họ đạp chân và hông cái lực của người họ bật ra họ mới đấm. Thì mình phải hiểu cái cú đấm cũng vậy. Làm. Đục là hướng này đục vô, chứ không phải giữ cùi chỏ thả ra là chặt. Chặt hoặc mổ, hiểu không? Còn đục là cái hướng này mình đục vào. Đúng. Đúng. Nhớ là đục nó khác, còn mổ nó khác. Đúng. Hơi cứng vai. Nè, cảm nhận cái bàn tay nè, thả lỏng nè, nắm nè. Thấy không? Giao bóng là con cần phải có ma sát, tới quả bóng ma sát để giữ lại. Hiểu chưa? Còn khi nào giao dài mình mới cảm giác mình đẩy nè. Đục đẩy nó đi. Đục cho nó vào đây coi. Vùng cây vợt. Cảm nhận ngón tay dừng lại. Ngắn con tới quả bóng còn dừng lại. Còn con nè, con thêm cẳng tay nữa thì sao ngắn? Đúng không? Mình phải cảm nhận chứ. Đúng. Đúng rồi. Bây giờ giao bóng con mới hiểu đơn giản. Bây giờ con bắt ngắn nè, con thả con chụp lại, đúng không? Thì ví dụ như mình làm cái thao tác cho đối thủ tưởng mình giao dài, mình lấy đà dữ lắm, nhưng mà mình vào mình có điểm dừng, mình chụp lại, hiểu chưa? Còn khi con vào con lại dùng quá sức quá thì nó phải dài, nó rất là khó ngắn. Rồi tiếp tục. Đúng. Và nếu các bác, các cô chú, các anh chị thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Và nếu các bạn có nhu cầu về dụng cụ bóng bàn thì xin hãy ủng hộ tôi. Tôi có những cái cốt vợt sản phẩm chất lượng cao nhưng giá thành rất là phải chăng. Chào tạm biệt tất cả mọi người, xin hẹn gặp lại mọi người những video hướng dẫn tiếp theo.